Risu là một nam sinh trung học rất yêu thích tìm hiểu về tâm lý học, nên thỉnh thoảng cậu cũng nói với cô bạn thân Mari về đề tài này, nhưng có vẻ như nó vượt quá khả năng hiểu biết của cô ấy. Cuộc sống ở trường cấp 3 của Risu có thể nói là khá hoàn mỹ. Cậu không chỉ có những giây phút lãng mạn cùng Mari, mà còn có ba thằng bạn thân luôn bên cạnh để tán nhảm về tất cả mọi thứ, rồi vui vẻ ăn uống cùng nhau sau mỗi buổi học. Ngày hôm đó khi Risu trở về nhà, mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn cơm tối như thường lệ. Ăn xong, Risu lên phòng nằm thưởng thức bài hát mới của Miu, thần tượng ảo mà cậu vô cùng yêu thích, thì một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Khi mà quãng giữa của bài hát đột nhiên bị nhiễu, sau đó là một giọng nữ bất ngờ vang lên, nhờ cậy Risu hãy ngăn chặn những việc Miu đang làm. Không chắc về những gì mình đã nghe được, ngày hôm sau Risu liền hỏi ba đứa bạn về chuyện này. Thế nhưng ngay khi bài hát của Miu được phát ra từ điện thoại, ở bên dưới, tên côn đồ nổi tiếng trong trường là Zogo đột nhiên ra tay đánh người. Sau đó một người bạn của Risu lại chủ động lao về phía hắn, trong khi hai đứa còn lại thì chỉ đứng nhìn một cách vô hồn, sau đó lạnh lùng quay người đi. Hành động kỳ lạ của đám bạn cùng những người xung quanh đã khiến cho Risu cảm thấy vô cùng hoang mang, chưa kể đến việc gần đây thường xuyên có những đoạn hình ảnh lạ lẫm xuất hiện trong đầu cậu. Đến ngày kết thúc năm học, đại diện của các học sinh cuối cấp là Kensuke được mời lên phát biểu. Risu ngồi bên dưới cũng không quá để tâm, chỉ là bất ngờ trong buổi lễ khai giảng vài tháng sau, Kensuke lại tiếp tục xuất hiện với thân phận của một hậu bối năm nhất, khiến cho Risu cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng. Trong lúc Risu còn đang bối rối, Miu đột nhiên xuất hiện bên ngoài rồi cất cao tiếng hát, làm cho một số học sinh trong hội trường bắt đầu có những biến đổi kỳ lạ, sau đó lao vào tấn công một số học sinh khác. Thấy vậy, Risu liền kéo Mari chạy khỏi đó, nhưng đám quái vật kia vẫn đuổi sát ở phía sau. Hai người chạy ra đến cổng trường thì nhìn thấy Zogo đang đứng đợi sẵn, sau đó anh ta dứt khoát khai hỏa cây súng khổng lồ trong tay, ngay lập tức nhấn chìm đám quái vật trong biển lửa. Điều kỳ lạ là trong quá trình chạy trốn, Risu chợt nhận ra dường như những gì Mari nhìn thấy hoàn toàn khác cậu. Trong mắt cô ấy lúc này chỉ là cảnh tượng Zogo gây gổ đánh nhau như bình thường, chứ không hề có sự xuất hiện của đám quái vật và cây súng kỳ lạ kia. Nghe theo lời Zogo, Risu đành để Mari ở lại và quả thật đám quái vật đã bỏ qua cô ấy. Trong khi đó ở trên cao, một nữ sinh tên là Naruko đang quay lại cuộc truy đuổi rồi chia sẻ lên một ứng dụng tán gẫu của trường. Sau khi đến một nơi an toàn, Risu đã hỏi Zogo về những chuyện điên rồ vừa xảy ra, nhưng chính điều này lại làm Zogo cảm thấy bất ngờ. Bởi vì anh ta cho rằng việc Risu nhìn thấy đám quái vật chứng minh cậu ta đã nhận ra bản chất của thế giới này. Tuy nhiên có vẻ như Risu mới chỉ thức tỉnh một phần nên vẫn chưa thể lấy lại được ký ức. Tiếp đó trong lúc Zogo còn chưa biết phải giải thích thế nào với Risu thì một cô gái nhỏ tên Aria đột nhiên xuất hiện, thừa nhận giọng nói bên trong bài hát của Miu chính là của cô ấy, đồng thời bắt đầu nói với Risu về những chuyện đang xảy ra. Đáng tiếc chưa được mấy câu, Aria đã quay sang tranh cãi với Zogo, làm cho Risu mất kiên nhẫn bỏ về trước. Sau khi gọi điện hỏi thăm Mari, Risu biết được Naruko đã tải đoạn phim truy đuổi khi nãy lên. Cậu vào đọc thử bình luận thì nhận ra, hầu hết mọi người đều thấy đó là một cuộc ẩu đả bình thường, nên trong thoáng chốc Risu đã có suy nghĩ cậu mới chính là kẻ mắc bệnh thần kinh. Ở một nơi khác, Zogo cũng đang xem đoạn video cùng Aria, rồi chợt nảy ra ý nghĩ có thể tận dụng điều này để tìm ra tất cả những người đã thức tỉnh trong lễ khai giảng. Cùng thời điểm đó, hai học sinh là Kotaro và Suruna cũng đang cố gắng trốn chạy khỏi đám quái vật. Dù Kotaro đã cố trấn an nhưng Suruna vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thế rồi sự xuất hiện của nhân viên cửa hàng với một khuôn mặt không thể nhìn rõ đã khiến cho hai người sợ hết cả hồn, ngay lập tức kéo nhau bỏ chạy. Mặt khác còn có một nữ sinh thoát được khỏi lễ khai giảng là Mifue. Hiện tại Mifue đang thu xếp hành lý để rời khỏi nhà bởi vì người đang ngồi ở phòng khách không phải là mẹ của cô. Để kiểm chứng xem mình có bị điên hay không, Risu đã cho ba thằng bạn thân nghe nhạc của Miu rồi đứng ở trên cao quan sát, và quả nhiên sau đó ba người này đã bị biến đổi thành quái vật. Thêm nữa có vẻ như khoảng cách vẫn là chưa đủ xa, nên gần như ngay lập tức Risu đã lọt vào tay bọn chúng. Cũng may Zogo đã có mặt kịp thời để cứu mạng cậu, đồng thời bảo với Risu, nếu muốn nói chuyện thì hãy đến phòng âm nhạc trong khu nhà cũ của trường. Tối đó bốn người mới thức tỉnh đều lựa chọn sẽ đi đến một nơi thật xa, thế nhưng trùng hợp là họ đều bị thả xuống giữa đường. Sau đó Miu đồng thời xuất hiện trước mặt cả bốn người, nói rằng thế giới Mobius mới chỉ được tạo dựng đến đây, nhưng bù lại cô ta có thể biến mọi điều ước của họ thành hiện thực. Sau cuộc nói chuyện với Miu, Risu không ngừng suy nghĩ và cũng đã lờ mờ đoán ra nơi mà cậu đang sống thực chất chỉ là một thế giới nhân tạo có tên là Mobius. Song song với đó, tại một nơi bí mật, một nhóm thần bí tự xưng là những nhạc sĩ Otinato đang thảo luận về việc phải ngăn chặn bốn người thức tỉnh gần đây để bảo vệ Miu cũng như để duy trì trật tự của Mobius. Ngoài ra trong số các nhạc sĩ có một loli tên là Sweet Pea, không hiểu vì lý do gì lại đặc biệt có hứng thú với việc nghiền nát Mifue.
Ngày hôm sau, biết Mifue đang cố gắng tìm kiếm mẹ của mình, Sweet Pea đã tổ chức một bữa tiệc trà dành cho các thiếu nữ thích săn tin để dẫn dụ Mifue đến tham gia. Tại bữa tiệc, Mifue vì muốn có được thông tin của mẹ, đã cố gắng làm theo mọi yêu cầu để có thể hòa nhập với mọi người ở đây. Tuy nhiên khi nhìn thấy ba thuộc hạ của Sweet Pea ăn uống không ngừng rồi phình to ra, Mifue đột nhiên trở nên mất kiểm soát, không ngừng chỉ trích ngoại hình của ba người kia. Sau đó Sweet Pea mới bình tĩnh lên tiếng hỏi, có phải vì Mifue rất ghét người béo nên mới xóa sổ mẹ của mình? Thì ra vài ngày trước, khi Mifue thấy mẹ cô không dám ăn cơm vì sợ sẽ lên cân, cô đã ước có thể cùng dùng bữa với bà ấy. Không ngờ Miu lại thay thế cho Mifue một người mẹ khác, nên cô mới quyết định rời khỏi nhà để đi tìm lại người mẹ gầy gò trước kia. Tiếp đó khi Sweet Pea đang tra tấn tinh thần Mifue thì món mì ramen được dọn lên, Sweet Pea chợt hào hứng gọi ramen là món tráng miệng ngọt ngào. Cộng thêm với động tác úp bát sau khi ăn của cô ta, đã gợi nhớ cho Naruko về một ông chú to béo, chuyên viết blog về ramen. Có lẽ ông chú ramen chính là thân phận thật của Sweet Pea ở thế giới thực, vì thế ngay khi Naruko nhắc đến tên người này, Sweet Pea đột nhiên trở nên hoảng loạn xoay người chạy đi, cũng nhờ vậy mà Mifue mới có cơ hội thoát khỏi bữa tiệc. Trên đường về, Naruko mở ứng dụng tán gẫu ra và vô tình lướt qua đoạn video truy đuổi trước đó, tuy nhiên lần này cô ấy đã nhìn thấy được khẩu súng của Jogo cùng với đám quái vật, và sau đó là cả những khuôn mặt bị nhiễu đang đi lại trên đường, chứng tỏ rằng Naruko cũng đã bắt đầu thức tỉnh. Tối đó, Reisu cũng đã quyết định đi đến phòng âm nhạc gặp Jogo và Aria, mong muốn tìm được lời giải đáp cho những câu hỏi đang không ngừng hiện lên trong đầu cậu ta. Theo đó, khi Aria và Miu gặp nhau lần đầu trong thế giới mạng, họ vẫn chỉ là những thần tượng AI bình thường, chuyên trình diễn những ca khúc do người dùng gửi đến. Tuy nhiên, hầu hết những bài hát mà Miu và Aria nhận được đều truyền tải những cảm xúc vô cùng tiêu cực, khiến cho lâu dần hai người cũng bị ảnh hưởng và buồn theo. Chính vì thế, Aria và Miu đã quyết định cùng nhau tạo ra thế giới Mobius như là một nơi để mọi người có thể vui vẻ tạm quên đi những nỗi đau. Thế nhưng sau đó cách nghĩ của Miu đã thay đổi, khi cho rằng con người sẽ hạnh phúc hơn khi sống hẳn trong Mobius, thay vì phải sống khó nhọc ở thực tại. Vậy là Miu bắt đầu giam cầm tâm trí họ tại thế giới này. Tất cả người thật tiến vào Mobius đều được đưa vào trường cấp 3 của Reisu. Và trong buổi lễ khai giảng hàng năm, các nhạc sĩ sẽ dùng sức mạnh được Miu ban cho để tạo ra các DJ hack như một phép thử để lọc ra những người đã thức tỉnh, sau đó bắt giữ họ rồi đem về tẩy não một lần nữa. Việc này là để đảm bảo số người phụ thuộc vào nhạc của Miu luôn ở mức cao nhất, qua đó giúp cho Mobius có thể vận hành ổn định. Hơn nữa còn hạn chế được sức mạnh của Aria, khiến cho cô ngày càng bé lại và không còn bất cứ sự ảnh hưởng nào tại thế giới này nữa. Còn về đám người mặt nhiễu, thực chất đó chỉ là những dữ liệu được Miu tạo ra để làm tăng tính chân thực cho Mobius. Dựa vào khao khát muốn trở về, Sogo với sự trợ giúp của Aria đã thành công kích hoạt hiệu ứng Catharsis, thứ sức mạnh được tạo nên từ những cảm xúc tiêu cực bên trong người thức tỉnh. Nhưng khi Reisu hỏi rằng mình có thể sử dụng thứ vũ khí này không, Aria lại nói có vẻ cậu vẫn chưa sẵn sàng. Một lúc sau, Naruko cùng Mifue theo chỉ dẫn mà Jogo để lại trên ứng dụng tán gẫu cũng đã đến tập hợp tại phòng âm nhạc. Ngay sau đó, Kotaro cũng vội vàng chạy đến, hốt hoảng thông báo chuyện cậu ta không thể liên lạc được với Suruna. Một khoảng thời gian trước, Suruna ẩn nấp ở thư viện và trò chuyện khá hợp ý với một người lạ tại đây. Hai người đều có chung niềm đam mê đọc sách, nên Suruna thậm chí đã định mời người đó cùng ăn cơm. Tuy nhiên, những ký ức đau buồn trong quá khứ đã khiến cô từ bỏ ý định này. Nhóm người Aria sau khi biết được tin, gần đây thường xuyên có người mất tích tại thư viện, đã nhanh chóng chạy đến đó để tìm Suruna. Loanh quanh một hồi, Reisu chợt phát hiện những người đang đứng đọc sách toàn bộ đều là hình nhân. Cùng thời điểm, Kotaro cũng đã tìm thấy Suruna, nhưng đã ngay lập tức bị người đi cùng cô tấn công. Thì ra tên đội mũ trùm đầu này chính là Sonen Doi, một trong các nhạc sĩ hộ vệ của Miu. Tuy nhiên khi Jogo kích hoạt sức mạnh Catharsis chuẩn bị chiến đấu, Suruna đã bất ngờ đứng chắn rồi cất tiếng hát, như thể cố gắng muốn chạm đến trái tim cô độc của Sonen Doi và sau cùng mới nhẹ nhàng hỏi cậu ta có muốn ăn cơm với cô hay không. Dường như đã bị hành động và lời nói của Suruna thuyết phục, Sonen Doi không chỉ dừng tay, mà còn giải trừ ma pháp cho những người bị biến thành hình nhân và trong số đó có một nam sinh là Iruru, có vẻ đặc biệt chú ý đến nhóm người Reisu. Vài ngày sau, Reisu nhận được từ Mari mấy tấm vé khai trương của một công viên giải trí nên đã rủ cả nhóm đi chung, nhưng hầu hết mọi người đều từ chối, chỉ có Kotaro và Aria là hào hứng nhận lời. Tại công viên, Kotaro sau khi chơi một trò cảm giác mạnh thì chịu không nổi, Aria đang hỏi han cậu ta thì thấy một nữ sinh hoảng hốt nhìn về phía mình. Điều này làm cho Aria vô cùng ngạc nhiên, bởi vì vốn dĩ chỉ có những người đã thức tỉnh mới có thể nhìn thấy cô. Cùng lúc đó, Izuru cũng đã tìm được đến phòng âm nhạc dựa theo ám hiệu của Sogo, nhưng do mọi người đã ra ngoài hết nên cậu ta chỉ gặp được mỗi Suruna.
Trở lại công viên, lúc này một trong các nhạc sĩ là Mirei đang xuất hiện như một nữ hoàng, với sự cung phụng của rất nhiều nam sinh. Nữ sinh khi nãy thấy vậy liền vô thức nói ra một câu, rằng đàn ông toàn là một lũ ngốc, sau đó mơ hồ có một cảm giác quen thuộc, rồi thêm một lần nữa nhìn thấy Aria. Nhanh chóng cảm nhận được điều này, Aria cho rằng cô gái kia chuẩn bị thức tỉnh, nên đã thúc giục Ritsu tiến đến kéo cô ấy vào đội. Tuy nhiên sau khi nghe Ritsu trình bày xong, cô gái không hề tin tưởng mà chỉ nghĩ Ritsu đang cố tán tỉnh mình. Trong lúc chờ đợi Ritsu quay lại, Kotaro và Mari để ý thấy liên tục có người tiến vào một cánh cửa, nên cũng tò mò bám theo, thì nghe được những tiếng động lạ phát ra từ một căn phòng. Kotaro ghé tai nghe thử thì không may bị ngã vào trong, cảnh tượng trước mắt ngay lập tức khiến Mari xấu hổ chạy ra ngoài, nhưng Kotaro nhìn kỹ lại thì thấy có điều khác lạ. Thì ra buổi khai trương hôm nay thực chất chính là một kế hoạch do Mirei và trợ lý vạch ra, nhằm tăng cường việc tẩy não các nam sinh, và cô gái nhìn thấy Aria cũng được coi là một nhân viên tẩy não của bọn chúng. Tuy nhiên việc cô gái tên Kotono này thu hút quá nhiều sự chú ý lại khiến cho Mirei cảm thấy khó chịu, nên Mirei đã quyết định tổ chức một cuộc thi để chứng minh bản thân mới là số 1. Sau khi tìm thấy Ritsu và Aria, Kotaro cố gắng miêu tả những gì đã nhìn thấy, nhưng hai người kia hoàn toàn không hiểu gì. Đúng lúc này tên trợ lý của Mirei thông báo đã đến sự kiện chính, nên cả bọn nhanh chóng chạy đến tham gia. Trong cuộc thi giành danh hiệu người đàn bà quyến rũ nhất, sự quyền lực của Mirei và vẻ dễ thương của Kotono đã mang lại cho hai người số điểm bằng nhau. Vì vậy, thắng bại sẽ được quyết định bởi một khách mời đặc biệt và Ritsu hoàn toàn không hiểu tại sao cậu lại bị trói mang lên sân khấu. Đối mặt với trò hề này, thanh niên cứng Ritsu từ chối đưa ra sự lựa chọn, làm cho hai người phụ nữ đều cảm thấy bực mình. Nhưng Kotono lại có phản ứng mạnh hơn rất nhiều. Khi cô thậm chí còn định ra tay tát Ritsu, nhưng đến nửa chừng thì Kotono chợt dừng lại, sau đó đau khổ gọi ra một cái tên là Takun, rồi ôm chầm lấy Ritsu. Biết Kotono đã lấy lại ký ức, Mirei liền nói nếu quay về thế giới thực, thứ đang đợi Kotono cũng chỉ là sự tuyệt vọng mà thôi. Nhưng cho dù là vậy, Kotono vẫn kiên quyết trả lời rằng cô muốn quay về. Nhận thấy cảm xúc lúc này của Kotono đang vô cùng mãnh liệt, Aria liền lên tiếng thúc đẩy giúp Kotono kích hoạt hiệu ứng catharsis trong cơ thể, thành công triệu hồi ra một cây cung để chuẩn bị chiến đấu với Mirei. Cùng lúc đó, trưởng nhóm nhạc sĩ là Soan đang thuyết phục Miu dùng tiếng hát để cảm hóa những người mới thức tỉnh. Cô ta cũng hứa là sẽ không can thiệp, nhưng cuối cùng vẫn lén lút phái người đi. Nhờ có sự giúp đỡ của Naruko, Mifue đã tìm được người mẹ gầy gò của cô để nói lời xin lỗi. Tuy nhiên đúng lúc này hai người lại bị đám đi gì hết xuất hiện truy đuổi, và ngay sau đó Squid P cũng xuất hiện tấn công. Tại một góc phố khác, Iruru và Suruna đang lẩn trốn cũng nhanh chóng bị một nhạc sĩ là Ikepi phát hiện. Hơn nữa hắn ta dường như có ý nhắm vào Iruru, mặc dù đây là lần đầu hai người tiếp xúc với nhau. Còn thành viên già nhất là Sugo thì đang bị Kensuke cho ăn hành tại một bãi đỗ xe. Trở lại với trận chiến ở công viên, dù đã kích hoạt được hiệu ứng catharsis, nhưng có vẻ Kotono vẫn không phải là đối thủ của Mirei, khi mọi đòn tấn công của cô đều dễ dàng bị hóa giải. Hai người cứ thế đánh nhau ra đến tận bên ngoài, sau đó Aria không may bị dư chấn của trận chiến làm cho ngất đi, Kotaro gọi mãi mà cô không tỉnh, nên đã bật khóc vì sự bất lực của bản thân. Bị đánh thức bởi những giọt nước mắt của Kotaro, Aria chợt cảm nhận được những cảm xúc mãnh liệt của mọi người trong nhóm, rằng họ biết rõ đang có những nỗi đau chờ đợi mình ở thế giới thực, nhưng vẫn kiên định muốn quay về để đối mặt với nó. Đây chính là điều kiện cần để Aria có thể giúp mọi người kích hoạt hiệu ứng catharsis, biến những nỗi đau mà họ đang phải chịu đựng trở thành những món vũ khí mang sức mạnh độc nhất vô nhị. Nhìn mọi người trong nhóm phấn khích với thứ sức mạnh mới, rồi hào hứng lao vào trận chiến với các nhạc sĩ, Ritsu chỉ biết đứng đó tự hỏi bản thân cậu là ai. Bởi vì dù đã thức tỉnh nhưng Ritsu vẫn chưa thể lấy lại được ký ức, nên cậu gần như không thể hiểu được khát vọng muốn trở lại thực tại của mọi người. Đúng lúc này có một tia sáng từ trên cao chiếu xuống, Miu xuất hiện như một vị thần rồi chất vấn về việc không ai chịu lắng nghe cô. Khi những người thức tỉnh thì không chịu chấp nhận thứ hạnh phúc bên trong Mobius, còn các nhạc sĩ thì vẫn tự ý hành động dù đã nói trước là không được làm gì. Nhìn thấy Miu càng lúc càng trở nên hoảng loạn, gần như đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, Soon liền xuất hiện ra lệnh cho các nhạc sĩ rút lui. Aria thì lên tiếng khuyên cô bạn cũ bình tĩnh lại, nhưng không có tác dụng và nhanh chóng bị thổi bay. Đứng trước tình hình đó, Ritsu bất ngờ kích hoạt được hiệu ứng catharsis mà không cần đến sự giúp đỡ của Aria. Sau đó nói rằng cậu ta không biết thế nào là đúng, nhưng sự tồn tại của Mobius chắc chắn là sai, vì vậy sẽ ra tay hủy diệt nó. Dứt lời, Ritsu liền khai hỏa vũ khí trong tay, ngay lập tức bắn ra hai luồng sáng xé toạc thứ năng lượng tăm tối trước mắt. Sau đó Soon bất ngờ xuất hiện đỡ lấy Miu. Nhưng điều kỳ lạ là lúc này Miu đang khóc, đồng thời nói Ritsu là đồ ngốc, với giọng điệu giống như cả hai đã từng rất quen thuộc trước đây. Kết thúc trận chiến, Sogo đề nghị thành lập một câu lạc bộ để tiện hoạt động, và cái tên được chọn chính là Go Home. Thêm nữa, dù là người thức tỉnh sớm nhất,
Sogo lại cho rằng Ritsu thích hợp làm hội trưởng hơn anh ta và những người khác cũng đồng ý với điều này. Kể từ sau khi bị Ritsu đánh trọng thương, Miu hôn mê mãi không tỉnh nên tầm ảnh hưởng của cô lên Mobius cũng bị suy giảm, dẫn đến cuộc sống trong mơ của một số nhạc sĩ cũng bị ảnh hưởng theo. Cụ thể, Sweet Pea lúc này đã không thể chui vừa những bộ cánh nhỏ nhắn, làm cho cô ta có cảm giác như đã trở lại với thân hình to béo trước kia. Còn Mirai thì đang phải nếm trải lại cảm giác nhiều đói khi tất cả những tấm thẻ đen của cô ta hiện đã bị đóng băng. Ikepi vốn được coi là người đẹp trai nhất bên trong Mobius, tuy nhiên gần đây lại đột nhiên bị ép vế trước Iruru, khiến hắn ta vô cùng tức giận, hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật này. Trong khi đó, Iruru lại cảm thấy phiền khi bị mấy cô gái vây quanh, cậu nhanh chân trốn vào bên trong một cửa tiệm, nhưng bất ngờ lại bị Ikepi tấn công. Không còn cách nào khác, Iruru đành phải biến thân để chống trả, đồng thời nói mình đang bận đi mua đồ, nhưng Ikepi vẫn bám chặt không buông. Đuổi theo Iruru vào bên trong một tòa nhà, Ikepi thắc mắc vì sao sau khi có được một khuôn mặt hoàn mỹ nhờ vào năng lực của Miu, Iruru vẫn muốn quay về thế giới thực. Nhưng ngay sau đó Iruru đã bước ra nói với Ikepi, khuôn mặt của cậu vốn đã vậy kể từ khi sinh ra. Không thể tin người có diện mạo xuất chúng đến mức này lại tiến vào Mobius, Ikepi liền cho rằng Iruru đang nói dối nên đã nổi lên tấn công cậu ta. Iruru nhảy lên cao né tránh thì không may bị vài mảnh kính cắt vào mặt, nhưng điều lạ là cậu ta dường như không hề luyến tiếc dung mạo của mình, mà thậm chí còn vui vẻ tự tay hủy hoại nó thêm. Trong lúc Ikepi còn chưa hết bàng hoàng, Iruru bất ngờ nói rằng vết sẹo trên mặt chính là minh chứng cho sự tồn tại của cậu ta. Nhưng Miu đã tự ý làm cho khuôn mặt của Iruru tự liền lại mỗi khi bị thương, vì vậy cậu ta mới mong muốn trở về thế giới thực để có thể lấy lại được con người thật của mình. Tâm sự xong, Isuzu cũng chẳng thèm để tâm Ikepi nghĩ gì, liền cứ thế bình thản bước đi, nhưng được nửa chừng cậu mới nhớ ra vẫn chưa biết chỗ bán ngả viên, nên đã thẳng thắn hỏi Ikepi về điều này. Cùng thời điểm đó tại một nơi khác, Kensuke bất ngờ tìm đến gặp Ritsu để hỏi về lý do khiến Ritsu và những người khác quyết tâm quay về thế giới thực. Ngày hôm sau, câu lạc bộ Go Home tổ chức ăn lẩu tại phòng âm nhạc. Ban đầu món gà viên mà Izuru mua về được mọi người đánh giá rất cao. Nhưng sau đó khi Mari mang đến những miếng thịt bò đắt tiền, mấy cô gái liền dồn hết tất cả số gà viên vào bát của Izuru. Gần đây Mari rất hay đến câu lạc bộ chơi nên cũng đã quen thuộc với mọi người. Mấy cô gái đều tinh ý nhận ra tình cảm mà Mari dành cho Ritsu nên đã quyết định nếu thuận tiện sẽ đẩy thuyền giúp hai người này. Trong khi đó, Ritsu ra ngoài mua đồ mãi chưa về là do đang bị kéo vào một cuộc trò chuyện kỳ lạ với Miu. Tại đây, Miu đã hỏi Ritsu vì sao cô ấy chỉ muốn giúp mọi người được hạnh phúc nhưng dường như lại làm cho họ bị tổn thương. Ritsu không biết tại sao Miu tìm đến mình nên đã hỏi lại, thì cô ấy liền trả lời giống như đó là một điều đương nhiên. Thế rồi trong lúc Ritsu đang cố gắng giải thích với Miu rằng niềm hạnh phúc đối với mỗi người là khác nhau, trong đầu cậu chưa xuất hiện những đoạn hình ảnh rời rạc. Sau đó khi Ritsu tỉnh táo lại thì cũng là lúc Miu đang từ từ bay đi. Ritsu về đến phòng âm nhạc thì nồi lẩu cũng đã được dọn sạch. Tuy nhiên với đống đồ cậu mua về, mọi người lại nhanh chóng có một nồi lẩu mới. Bất ngờ trong phòng lúc này còn có sự xuất hiện của Kensuke, không biết đã gia nhập Go Home từ khi nào. Nhưng lần này cậu ta mang đến một tin quan trọng, đó chính là Miu đã tỉnh lại và toàn bộ nhạc sĩ sẽ tập trung tại tòa nhà Landmark vào tối nay. Theo lời Aria thì trên đỉnh tòa nhà này có một cánh cửa thông với thế giới thực, tuy nhiên phải là người có thể truy cập sâu vào hệ thống của Mobius mới kích hoạt được nó. Aria tin rằng sẽ có thể thuyết phục Miu mở ra cánh cửa, nhưng mọi người đều cảm thấy việc đó là quá xa vời. Trong lúc đợi thang máy, Aria chợt nghe được một âm thanh cầu cứu phát ra từ tầng 18. Kotaro không suy nghĩ gì liền nhanh chóng chạy đến vị trí đó, thì bắt gặp hai tên đi gì hết đang tra tấn một người bị nhốt trong thùng sắt. Sau khi hạ gục bọn chúng, Kotaro mở thùng ra thì thấy có một nam sinh ở bên trong, nhưng chưa kịp hỏi gì thì cậu ta đã hoảng loạn chạy đi. Đúng lúc này từ trong góc tối, một tên đội mũ trùm đầu đột nhiên lên tiếng nói rằng sẽ loại bỏ Kotaro vì dám phá hỏng chuyện tốt của hắn. Cùng thời điểm đó tại một căn phòng khác, một nữ nhạc sĩ có vẻ khá điên loạn là Wicked đang cực kỳ nôn nóng muốn được chơi đùa với đám người Ritsu. Chờ một lúc không thấy Kotaro quay về, Ritsu quyết định không tìm cậu ta mà tiếp tục đi lên trên. Dù biết ưu tiên hàng đầu của cả nhóm lúc này là trở về nhà, nhưng quyết định của Ritsu vẫn khiến mấy cô gái cảm thấy hơi bất mãn. Bên trong thang máy, Aria lại tiếp tục nghe thấy tiếng cầu cứu, một lần nữa đặt mọi người vào sự lựa chọn khó khăn. Cuối cùng sau khi suy nghĩ, Suruna, Kotono và Kensuke quyết định ra ngoài, còn những người khác vẫn tiếp tục đi lên. Sau một hồi giao chiến, Kotaro nhận ra bộ đồ và cách ăn nói của tên bịt mặt giống hệt với một anh hùng trong anime là Shadow Knight. Vì vậy cậu đã hỏi hắn tại sao lại bắt nạt kẻ yếu, nhưng Shadow Knight không trả lời
nên hai người lại lao vào combat với nhau. Cùng thời điểm, nhóm Suruna đã giải thoát được thêm một vài nạn nhân đang bị Shadow Kunai hành hạ. Ngay sau đó, Kotaro cũng cứu được một nam sinh đang bị treo lơ lửng trên sân thượng. Bất ngờ thông qua lời kể của nam sinh, Kotaro mới biết những người bị Shadow Kunai tra tấn đều là những kẻ đã bắt nạt và ngược đãi hắn ở thế giới thực. Chính điều này đã khiến cho Kotaro cảm thấy do dự và dễ dàng bị Shadow Kunai khống chế. Tiếp đó, khi Shadow Kunai chuẩn bị kết liễu Kotaro, Wicked không thể kiềm chế cơn điên loạn nên đã bấm nút tạo ra một vụ nổ, khiến cho hai thanh niên suýt thì văng xuống dưới. Trong lúc lơ lửng cùng nhau, thấy Shadow Kunai có vẻ không ổn, Kotaro đã cố gắng trấn an rồi đưa tay về phía hắn, nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn Shadow Kunai rơi xuống. Đồng thời nhân sự việc này, Aria cũng tiết lộ cho mọi người biết một sự thật, đó là nếu chết ở trong Mobius, họ cũng sẽ không thể tỉnh lại ở thế giới thực. Trong lúc mọi người còn đang hoang mang thì Soon bất ngờ xuất hiện, nói với Sogo một vài câu rồi đột ngột nhảy xuống, làm cho Sogo có vẻ vô cùng hoảng loạn. Tiếp đó cả nhóm mở ra cánh cửa rồi tiến vào phòng họp, tuy nhiên bên trong lại không có ai, giống như các nhạc sĩ đã biết trước việc họ sẽ đến đây. Chính điều này sau đó đã khiến cho mọi người nghĩ rằng trong số họ có nội gián đã tiết lộ thông tin. Tuy nhiên có vẻ như tất cả những chuyện này đều là do Soon sắp xếp, nhằm làm cho các thành viên của Go Home mất đi sự tin tưởng và nghi ngờ lẫn nhau. Xuống đến bên dưới, Kotono chợt phát hiện không thấy Ritsu đâu. Kotaro đoán rằng có thể cậu ta đã về trước. Nhưng thực tế, Ritsu dường như đã lấy lại được ký ức và hiện đang ở chỗ cánh cửa để thực hiện việc liên kết Mobius với thế giới thực. Ngày hôm sau, các thành viên của Go Home đều bị một tin nhắn giả lừa đến phòng âm nhạc, sau đó bị khóa chặt ở bên trong không thể thoát ra. Thêm nữa, do Ritsu là người duy nhất vắng mặt nên đã có một số ý kiến cho rằng cậu ta chính là kẻ phản bội. Phá cửa một hồi vẫn không có kết quả, mọi người bắt đầu quay sang nghi ngờ lẫn nhau, khiến không khí trong phòng trở nên vô cùng nặng nề. Đúng lúc này ở bên ngoài vang lên giọng nói của Marie, Kotaro liền nhờ cô ấy mở cửa giúp, nhưng Marie lại nói rằng cửa bị khóa ở bên trong và sẽ chạy đi tìm Ritsu giúp đỡ. Chờ một lúc lâu không thấy Marie quay lại, Kensuke chợt nêu ra ý kiến là mọi người hãy nói ra thân phận của mình ở thế giới thật, cùng với đó là lý do tiến vào Mobius để từ đó có thể hiểu và tin tưởng nhau hơn. Đồng thời đây cũng là một cách tốt để giết thời gian. Đầu tiên, Sogo kể rằng Soon tên thật là Ichika và là người bạn thân nhất của anh ta hồi học cao trung. Cả hai người đều thuộc dạng biệt lập trong lớp, nên ngoài đối phương ra cũng không giao tiếp với ai, dù vậy họ vẫn cảm thấy ổn với điều đó. Thế nhưng cho đến một ngày, Ichika đột nhiên hỏi Sogo có muốn cùng chết với cô ấy không. Sogo vì quá sợ hãi nên đã không trả lời tin nhắn và cứ thế để cô bạn thân đơn độc ra đi. Kể từ sau khi Ichika chết, Sogo tự buộc tội bản thân là một kẻ sát nhân rồi nhốt mình trong phòng. Đây cũng là thời điểm anh ta nghe được bài hát của Miu trên mạng và đồng ý tiến vào Mobius để xóa đi những kỷ niệm cay đắng ở thực tại. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà Ichika cũng xuất hiện trong Mobius, buộc Sogo phải nhớ lại mọi chuyện. Kể từ đó anh ta bắt đầu tìm kiếm những người giống mình để cùng nhau quay về. Nghe đến việc hiện tại Sogo đã 30 tuổi, Kotaro thực sự kinh ngạc nên đã vô tình tiết lộ chuyện cậu ta mới chỉ 15. Theo đó, do cha mẹ đã mất sau một vụ tai nạn, Kotaro đã phải tự nuôi bản thân từ rất sớm. Cậu muốn trở thành một nhân viên cứu hộ mạnh mẽ giống cha mình, nhưng dáng người lại quá nhỏ bé và yếu ớt, nên đã lựa chọn vào Mobius để thực hiện ước mơ. Tuy nhiên, Kotaro nhanh chóng nhận ra, ở đây cậu mãi mãi không thể trở thành nhân viên cứu hộ, nên mới quyết tâm quay trở về. Câu chuyện của Kensuke thì đơn giản hơn, cậu ta sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng lại chán ghét chính sự bình thường đó, vì vậy mới quyết định chọn một nghề nghiệp khác biệt là nhà soạn nhạc. Tuy nhiên, Kensuke nhanh chóng nhận ra bản thân không hề có năng khiếu nên đã đồng ý tiến vào Mobius để có thể dễ dàng sáng tác những bản nhạc hay. Còn về lý do hiện tại, Kensuke muốn về thế giới thực là do đã bị thuyết phục bởi quyết tâm của mọi người trong trận chiến lần trước. Về phần Mifue, từ tiểu học cô đã luôn bị bạn bè trêu chọc bởi vẻ ngoài của mẹ mình. Mifue rất sợ khi lớn lên cũng sẽ béo giống như bà ấy, nên cô đã nhịn ăn đến mức phải nhập viện rồi đồng ý tiến vào Mobius để có một cơ thể khỏe mạnh hơn. Dù đã nói lời xin lỗi với người mẹ đầu tiên trong Mobius, nhưng Mifue biết việc cô cần làm nhất hiện giờ là phải quay về với người mẹ đang đau khổ chờ đợi mình ở thế giới thực. Mặt khác, do có một người cha là nhà báo, Naruko thường bị trêu chọc là con gái của thùng rác truyền thông. Khi đem chuyện này giải bày trên một phòng chat, Naruko bất ngờ nhận được sự đồng cảm, khiến cho cô cảm thấy rất vui. Tuy nhiên sau đó Naruko mới biết, những người trong phòng chat đó thực chất chính là lũ bạn luôn bắt nạt cô ở trường, và giờ đây chúng lại tiếp tục cười nhạo sự ngây thơ của cô. Sau cú sốc đó, Naruko thường xuyên lên mạng chửi rủa, và trong một lần nhảy vào gây rối trong video của Miu, cô đã bị hút vào bên trong Mobius. Trường hợp của Suruna thì đặc biệt hơn, cuộc sống ở ngoài đời của cô ấy không quá khác so với trong Mobius.
vẫn luôn luôn cô độc và không có bạn bè, nhưng hiện giờ nhờ có Kotaro, Suruna đã có thể cởi mở với người khác hơn rất nhiều. Tiếp đến là Izuru, cuộc sống của cậu ta ở thế giới thực bị người mẹ kiểm soát đến mức phải rạch mặt để chứng minh thân xác này là của mình. Tuy nhiên Miu lại cho rằng đó là vết thương và hồi phục nó, nên Izuru mới quyết tâm quay về để tìm lại con người thật của cậu ta. Nói đến đây, cánh cửa phòng bất ngờ được Mari mở ra, khiến mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên trái với vẻ dịu dàng thường thấy, Mari lại thô lỗ bảo rằng trò nói ra sự thật làm cô ta cảm thấy buồn nôn, sau đó bình thản ném lựu đạn vào phòng, cũng may mọi người kịp biến thân nên mới không bị thổi bay. Thì ra Mari còn một thân phận khác, chính là Wicked, nhạc sĩ điên loạn luôn lấy việc giết chóc làm niềm vui. Nhờ vào sức mạnh mà Miu ban cho, Wicked hoàn toàn áp đảo các thành viên của Go Home Club. Thế nhưng ngay thời điểm cô ta vừa ra tay với Sogo, Son đã xuất hiện giành lại con mồi của mình. Wicked cũng không quá để tâm vì vẫn còn những người khác. Cô ta dễ dàng đẩy lui Iruru rồi nhấn đầu Kensuke vào bãi bom đã đặt trước. Không ngờ tình huống nguy hiểm này lại giúp Kensuke kích hoạt thành công hiệu ứng Catharsis. Thêm nữa cậu ta còn nhanh tay thay đổi vị trí đặt bom của Wicked, khiến cho cô ta phải chết bởi chính đồ chơi của mình. Cùng thời điểm đó ở tầng dưới, Sogo cũng đã biết được một sự thật. Cô gái đứng trước mặt anh ta lúc này không phải Ichika, mà là một cô bạn cùng lớp khác tên là Asuka. Vốn dĩ Asuka dành tình cảm cho Ichika từ lâu nhưng không dám thổ lộ, vậy nên cô ta cảm thấy không cam lòng khi Ichika muốn chết chung với Sogo, nhất là khi Sogo còn hèn nhát trốn tránh, để cho Ichika phải chết một mình. Vậy là sau cái chết của Ichika, Asuka đã tiến vào Mobius để có thể sống dưới hình dạng của Ichika. Đồng thời cô ta cũng chính là người đã tiêm nhiễm vào đầu Miu ý nghĩ, mọi người sẽ hạnh phúc nếu được sống trong Mobius mãi mãi. Tại thế giới thực, những người bị hôn mê vì bị kéo vào Mobius đều được gọi chung là những người mắc hội chứng Astra. Theo các chuyên gia thì căn bệnh này bắt nguồn từ một ứng dụng giọng hát và ba người này chính là đại diện của công ty đã tạo ra ứng dụng đó. Có thể thấy trong ba người có một gương mặt quen thuộc, tuy nhiên tên của cậu ta là Shingo, còn người này mới là Ritsu mà chúng ta vẫn biết. Hoàn toàn khác với dáng vẻ tự tin trong Mobius, ở ngoài đời Ritsu là một thanh niên gặp khó khăn trong việc giao tiếp với người khác và thường chỉ nói chuyện với ứng dụng AI của công ty. Ngược lại, ở trong đội lập trình thì Shingo lại luôn hoạt bát và được lòng mọi người. Vì vậy, sau khi tự mình xâm nhập vào Mobius, Ritsu đã lấy Shingo làm hình mẫu để tồn tại ở thế giới ảo. Tuy nhiên, sau khi trở về từ Mobius, Ritsu nhận ra thứ hạnh phúc mà Miu mang lại chỉ là giả dối, nên đã quyết định sẽ phải tự tay khôi phục lại Miu. Nhưng dù đã cố gắng kiểm tra lại từng dòng cốt, Ritsu vẫn không biết được vấn đề nằm ở đâu. Thế rồi Aria đột ngột xuất hiện, bảo Ritsu cần phải đi với cô ấy ngay. Lúc này tại Mobius, Miu sau khi hút tất cả những cảm xúc tiêu cực của người dùng vào trong cơ thể, đã không thể kiểm soát được nó và bị hắc hóa, đẩy Mobius đến trước bờ vực của sự sụp đổ. Nếu điều này thực sự xảy ra thì những thành viên của Go Home cũng sẽ biến mất, vì vậy Kotono muốn nói cho mọi người biết thân phận thực sự của cô. Theo đó, Kotono là một người mẹ đơn thân có một đứa con trai nhỏ tên là Takun, tuy nhiên từ trước đến nay cô lại chưa từng đối tốt với thằng bé. Vì vậy lúc này Kotono thực sự rất muốn quay về thế giới thật để một lần nữa được ôm đứa con trai bé bỏng vào lòng. Nói đến đây, cả nhóm bất ngờ bị ba nhạc sĩ tấn công, buộc họ phải kích hoạt hiệu ứng Catharsis để chống trả. Ở trong nhà, Sogo và Soon cũng đang giao chiến với nhau, nhưng đối diện với nhạc sĩ mạnh nhất, Sogo nhanh chóng bị đánh bại. Cũng may vào thời điểm Soon tung ra đòn kết liễu, Ritsu đã có mặt kịp thời để cứu mạng Sogo. Tuy nhiên khi các thành viên còn chưa kịp vui mừng với sự trở lại của hội trưởng, thì từ bên ngoài Miu bất ngờ tăng sức mạnh cho Soon, khiến cho cô ta mạnh lên rất nhiều. Sau đó điên cuồng tấn công mọi hướng xung quanh, buộc Sonen Doi phải hy sinh tính mạng của mình để cứu Suruna. Ngay sau đó Sogo đã lao đến vật ngã Soon, rồi bắn một phát súng xuống sản ôm cô ta chết chung. Thấy vậy Aria liền dùng toàn lực mang tất cả rời đi, chỉ để Ritsu ở lại nói chuyện với Miu. Ban đầu khi Ritsu cố gắng tiếp cận, Miu không chút ngần ngại liền ra tay tấn công cậu ta. Tuy nhiên mặc kệ những vết thương phải gánh chịu, Ritsu vẫn cố gắng nói cho Miu biết hạnh phúc đối với mỗi người là khác nhau và phải tự mình tìm kiếm, chứ không thể chờ đợi một ai đó ban phát bên trong một thế giới ảo. Vì vậy cậu bắt buộc phải hủy diệt nơi sai lầm này, nhưng trước khi nổ súng Ritsu đã dùng gương mặt thật để đối diện với Miu và nói rằng nụ cười của Miu chính là hạnh phúc thực sự của cậu ta. Sau khi Mobius biến mất, những người bị mắc hội chứng Astra đều đã tỉnh lại. Kotono thì vui mừng đoàn tụ với con trai, trong khi Mifue ôm mẹ thật chặt rồi nói lời xin lỗi. Suruna thì hy vọng có thể gặp lại Sonen Doi, còn Iruru thì thẳng thắn nói với mẹ chuyện cậu muốn làm. Kotaro vẫn kiên định với việc trở thành nhân viên cứu hộ, còn anh già Sogo thì dù đã quên cả cách xỏ chân vào giày, vẫn quyết định sẽ bước ra đối diện với thế giới. Phần tóm tắt của bộ anime hiệu ứng Caligula kết thúc ở đây.
Nếu thấy video hay đừng quên ấn thích, đăng ký kênh và để lại bình luận phía bên dưới để ủng hộ mình. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại trong những phần tóm tắt tiếp theo. Tạm biệt.